quý thính giả, một trong những điểm tương đồng giữa Cộng sản Việt Nam và Đức Quốc xã là việc sử dụng những thành phần xã hội đen để họ tiếp tay đàn áp nhân dân. Sự kiện Công an Cộng sản Việt Nam sử dụng dân phòng là nằm trong sách lược này. Qua tiết mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả đã đáp lời sông núi theo dõi bài viết của Dương Tâm có tựa đề Dân phòng, lực lượng chó săn của công an và của đảng qua sự trình bày của quê hương. Trong những năm qua, hình ảnh những tên côn đồ đàn áp người dân trở nên phổ biến. Chúng ta thấy có những tên mặc đồng phục, có những tên mặc thường phục nhưng ác ôn. Tất cả gom lại tạo nên một thành phần chó săn của chế độ. Nổi bật hơn cả là lực lượng được gọi là dân phòng. Dân phòng, tụi nó là ai? Là thành phần tiền án tiền sự đầy mình nhưng chẳng chịu hoàn lương kiếm sống. Là những tay có máu côn đồ nhưng chẳng đủ bản lãnh để bước ra chốn giang hồ nghĩa khí để kiếm miếng cơm. Là những thanh niên lêu lỏng, lười biếng lao động, chẳng chịu bước vào cuộc sống mưu sinh thiện lương như người dân lương thiện. Là những tên nốc rượu như nước, vũ phu như mang di mọi rợ, nhưng hám danh thực thi chính nghĩa của đảng. Nói về công an và dân phòng, trên nguyên tắc, sẽ không tìm thấy một văn bản nào cho thấy lực lượng dân phòng là một tập hợp chính danh, một cơ quan của nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế công an và dân phòng đã luôn luôn có mặt cùng nhau, luôn trở thành một tập hợp nhập nhằng, đã tạo nên hình ảnh những tên côn đồ nghiệp vụ. Từ đó cụm từ công an viết tắt cho công an cộng côn đồ ra đời. Làm thế nào để công an có thể sai khiến những tên du đảng, côn đồ trở thành dân phòng mà sai vặt, đe dọa người dân hay đứng ra chịu tội thay cho công an? Thứ nhất, tiền. Nhưng ngân sách nhà nước trống rỗng và đối tượng cũng không nằm trong diện được cấp. Vậy tiền từ đâu? Trả lời, từ tiền của công an thu bảo kê từ người dân trên địa bàn mà công an đang làm bảo chúa. Thứ hai, phù hợp với bản chất lumen, hà hiếp kẻ yếu, làm trời làm đất, hám danh trục lợi, tất cả phù hợp với tính chất hám danh và máu côn đồ. Tóm lại, công an và dân phòng cùng chia sẻ bản chất hung bạo và côn đồ. Hỏi rằng công an, côn đồ, tụi nó làm gì? Thưa rằng, lực lượng dân phòng ngày đêm cùng đám công an tắc oai tắc quái khắp hang cùng ngõ hẻm, đe dọa cuộc sống của lương dân. Trong khi có đám tay sai dân phòng thì công an rảnh rỗi tay chân để truy thu tiền bảo kê bến bãi, quán xá, vỉa hè, từ nhà hàng cao cấp đến quán tạp hóa bán lặt vặt, lèo tèo dăm ba thứ ven đường. Thu đủ tiền nộp hụi chết cho cấp trên, thu cho đủ tiền để mua tấm thẻ ngành, thu để còn mua chức cao hơn, thu để xây biệt thự, nhà lầu. Tất nhiên, đám công an chẳng quên quăng cho cái đám dân phòng vài lon bia, dâm bữa nhậu, ít tiền lẻ để chúng nghe lời. Chuyện thu tiền bảo kê này không phải là nhiệm vụ của dân phòng vì đó là đặc quyền của công an. Nhưng dân phòng được sử dụng trong vai trò du đảng, phá hoại cửa hàng, công ăn việc làm của người dân nếu người dân không chịu chung hay chi cho công an. Vậy, dân phòng được sử dụng như thế nào để đàn áp thành phần dân chủ? Người yêu nước từ Hà Nội đến Sài Gòn đã không biết bao nhiêu lần bị đánh đập dã man, máu tuôn xối xả, di chứng thương tích nặng nề bởi đám dân phòng. Những cuộc xuống đường tuần hành vì môi trường, bảo vệ biển đảo, xuống đường phản đối bè lũ bá quyền Tập Cận Bình. Khi nào có mặt người yêu nước thì khi đó có mặt dân phòng sẵn sàng làm chó săn xông vào cắn. Chúng đông đảo và hung dữ, chúng tàn bạo và phi nhân tính. Chúng được chế độ ban cho đặc ân, đặc quyền để mặc sức thỏa mãn bản chất côn đồ với người yêu nước. Sau lưng chúng là sự bảo kê của đám công an và cả hệ thống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Từ đó, dân phòng, thành phần du thủ du thực
trở thành một tiểu bang phòng dân bán chính thức của đảng Cộng sản, mà Cộng sản cũng là viết tắt của hai chữ chó săn. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Khán giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, chi phí cho mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc gửi qua PayPal trên trang mạng radiodlsn.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị.